Yes. Vâng, tao cầm min tao bắn chết. Và game thủ Tếu giờ thi đấu vừa rồi, cầm pơ không được thi đấu, khổ thế à rồi. Yes. Xin chào anh Đặng Long. Chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên fanpage của Game TV Video. Chúc tất cả quý vị và các bạn có một buổi sáng và một ngày mới tốt lành. Yes. Vâng, trận thi đấu bản lề rồi, cố lên nào anh em ơi. Cố lên. Ôi giời. Đây rồi, Babylon. Vâng, như vậy là Baby Hit, bên bạn là Rome Egypt. Nói chung là cũng vâng, cho là bên bạn đẹp hơn một chút thôi. Roman của Alonso. Và Egypt của Ronan Tếu. Babylon của game thủ Ngọc Dương. Và Hitty của Đăng Công. Vâng, kèo đấu này thì dĩ nhiên là bên phía của Tếu và Alonso thì được đánh giá là nhỉnh hơn. Nhưng hiện tại thì các cầu thủ chúng ta đang thi đấu với phong độ cực kỳ ổn định ở trong hai trận thi đấu đầu tiên. Nếu như tận dụng tốt thì có lẽ tỷ số giờ đã là 2-0 rồi. Đây là màn hình máy của game thủ Dương Bobby. Và không biết là ý nghĩa cái tên này là gì, nhưng mà ngày hôm nay thì game thủ Dương Ngọc Dương để cái tên Dương Bobby. Có lẽ sẽ không biết là có đổi tên nữa hay không. Nhưng mà khả năng mỗi ngày sẽ là một tên mới. Một đàn hiêu năm và bây giờ là một quả dành cho cái bài của game thủ Ngọc Dương. Và cũng đã có hiêu nữa, dường như đồ ăn là đã đủ dành cho cái bài của Babylon ở trong trận thi đấu này. Đồ ăn là đã đủ. Còn đây là Đăng Công. Đăng Công cũng có hiêu để lùa về. Vâng, sẽ cần phải tìm thêm đồ ăn dành cho cái bài của Hitty. Đối đầu phía bên kia thì trận thi đấu này thì nguy hiểm vẫn là còn Roman thôi. Egypt khả năng cao sẽ đánh cung, còn Roman khả năng cao sẽ đánh chém thôi. Đánh chém để cho, nhưng quan trọng là nếu như mà Roman đột biến được thì cũng sẽ là khá khó chơi. Kiểu Roman cũng là một con chém tuyệt. Và bên này có voi, không biết đã thấy thêm quả hay là hiêu gì nữa hay chưa dành cho Đăng Công hay chưa. Đồ ăn vẫn đang là chưa đủ đâu, có lẽ sẽ cần phải đi dò thêm nữa. Đây chỉ là một voi thôi. À đây rồi, một bãi quả nữa dành cho Đăng Công. Vâng, rất ổn ở trong trận thi đấu này. Rất ổn. Tươi đấy. Bắt đầu cắt dân đi ăn quả phụ thôi anh ơi. Ở đây một voi nữa này. Ô thì tươi nhờ. Ăn quả này. Úi đôi voi. Trời ơi. Anh tôi đang rất đỏ trong ngày hôm nay. Vâng, rất đỏ đến từ game thủ Đăng Công. 26 dân. Được đấy. Bo nó nhà nó hơi rộng một chút thôi.
Bài này có thể đánh cung thoải mái được, nhưng bo rộng chú, bo có lẽ là bo nhỏ thôi. Một bài 26 dân của Hitty. Vâng, đi dò thấy bãi quả và thấy luôn đôi vòi cực thơm. Bây giờ thì con voi thứ ba đã được cầu về. Thiết kế BB chưa? Đây là BB rồi. Đây sẽ là BA. BM đóng bên này thôi, đúng rồi, cộng 1 dân không. Vào bài 26 cộng 1 của Hitty và sẽ kích ở khoảng đầu 11. Vâng, 11 10 với 26 cộng 1. Nhưng bài lực sẽ là khá khỏe dành cho Hitty trận thi đấu này. Bên bạn thì Roman là người lên đời sớm nhất map. Có lẽ cũng không sớm hơn nhiều đâu. Chúng ta đến với màn hình máy của Ngọc Dương. Ngọc Dương đánh 26 dẫn cộng 1 của Babylon đánh chém. Ủa, 20 à đâu vậy, là 27 dẫn 26 cộng 1 thôi. Vâng, cứ tưởng đánh 27 cộng 1 thì thật sự là hơi bịp đến từ Ngọc Dương. Dương Bobby. Bây giờ con giò của Dương Bobby sẽ đẩy chéo sang phía bên này. Nào nào nào. Liệu rằng có thấy luôn nhà của đối phương hay không đây? Đây rồi, vâng, mà một đã lên đời. Một cái bài Roman dường như là kích ở cuối 9 đầu 10 gì đấy. Đối phương cũng đã bắt đầu bo nhỏ lại rồi. Con giò đã bắt đầu đầy đủ công nghệ phang nó. Vâng, làm tí không? Ăn được một con dân của đối phương. Và bây giờ, vâng, én thôi. Vâng, bị đối phương vẩy e. Chạy được không? Vâng, vẫn chạy được. Ăn được hai dân của đối phương, tăng thêm một BL nữa. Lượng thực đang là rất khỏe. Chúng ta quay trở lại mà mình đang công. Đang công, lượng thực bên này cũng rất ổn rồi. Quay trở lại với màn hình máy chém của Roman thôi. Đối phương cũng ăn được hai dân của chúng ta rồi. 2L và nâng bánh xe luôn dành cho Babylon. Đây là vàng của đối phương. Vàng của đối phương thì ở sát cánh rừng dừa. Có lẽ vàng này thì sẽ chờ cung R của game thủ đang công đẩy sang thôi. Sẽ chờ cung R của game thủ đang công đẩy sang thôi. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh sóng của Game Video. Mọi người có thể tương tác lên trong chat để em có thể chào lại mọi người nha. Bây giờ thì tạt sang phía bên này đến từ game thủ Alonso. Alonso đang tạt sang phía nhà của game thủ Tếu. Tếu thấy nhà mà chưa bo bế gì cả. Vâng, tham lai vẫn đang là rất ổn. Vâng, kéo dân về thì phải. Dường như là kéo dân về đến từ game thủ Ronan Tếu. Vâng, một bài mà Egypt đánh cung. Bài này thì là cái bài mà Egypt dường như cũng không phải là một cái bài quá khỏe đâu. Đang công sao rồi, đang công có lẽ đã bắt đầu có cung rồi, nhưng mà đang bị đẩy vào rất rát đến từ người cầm màu 1. Vâng, rất đông chém. Rất đông chém đến từ Roman. Ngọc Dương có phù hay không? Ngọc Dương phía bên này cũng đang chém rất tốt vào nhà của Egypt. Vâng, Egypt một bài cũng đánh chém thì phải. Vâng, có cả sọc đơn đến từ Egypt. Dân của Egypt đang chạy rất nhiều trên bản đồ. Úi dồi ôi, tên này. Vâng, được đấy. Nhà Egypt cũng sẽ không thể khỏe được đâu. Nhưng mà một lại tạt sang một tên. Tham lai đang là 25. Anh đi bắn vào một đấy. Rồi, vàng chết vàng của vùng 1 rồi. Tham lai đang là 40. Vâng, được đấy. Được đấy, tham lai đang là 40. Vâng, nhà Egypt cũng không khỏe đâu. Quan trọng bây giờ chúng ta phải chơi được turn vào nhà của Roman. Đúng rồi. Vâng, cứ bây giờ mình đánh theo cứ kiểu gom quân lại thôi. Giữ quân, gom quân lại. Đây rồi, đây rồi, dân này. Vâng, tham lai đang là 40 ở trong trận thi đấu này. Lượng gỗ đang là rất nhiều. Vẽ thêm vài chiếc ruộng ra không.
Tham lai vẫn đang là 40. Lượng gỗ đang là rất nhiều. Nhưng lượng thực thì đang là hơi đuối. Đây rồi, đây là vàng của đối phương. Ăn vàng nhà mình nhá. Ăn vàng á. Vâng, chết rất nhiều dân đến từ M1 ở trong tơ này. Tham lai là 40 của game thủ. Vâng, đang công. Bây giờ thì M1 có lẽ sẽ mất khá nhiều tham rồi. Vâng, không biết bên kia Ngọc Dương thế nào rồi. Ngọc Dương ơi, tham lai đang là 21. Như vậy cung R của M2 bắt đầu đẩy đi. Cung R của M2 bắt đầu đẩy đi. Kìa kìa kìa. Vâng, quay trở lại với đang công thôi. Lượng thực đang là hơi yếu. Cố gắng lên được một cái giáp hay không? Thời điểm này thì đối phương Roman đang còn chém đấy. Phía nhà của mình thì cần phải cẩn thận. Bắt nốt tên quần này của người cầm của Tễu hay không đây? Đây rồi, bắt nốt ba con quân này của đối phương. Hở anh kìa, bo lại. Vẫn hở hay sao kìa? Vẫn hở kìa. Rồi 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 rồi. Ở nhà thì cứ chắc nhà này thôi. Tách một vài con cung rờ đi bắn vàng của M1 đi. M1 thời điểm này dường như vẫn đánh trâu chém thôi. Hở nha, để ý nha. Tôi em nghĩ là đúng rồi. Đổi cánh rừng đi, cánh rừng này không thể ăn ở đây được nữa. Vâng, đứng quân ở đây đi. M1 và M2 đang muốn đẩy quân lên đây. Nhưng turn này thì thoải mái chơi đi. Tham lai đang là 50 của game thủ đang công. Xem tham lai một turn hay không. Thời điểm này thì đội bạn M1 cũng mất khá nhiều dần rồi. Đẩy sợ luôn sang nhà M2 luôn không anh ơi. Để một vài con cung, một cửa kích ở nhà thôi. Đây rồi, đối phương vẫn đang quản khá gắt. Cố gắng lên được một cái giáp không anh? Đây rồi. Tham lai vẫn đang là 45. M2 khá đông quân nha. Vâng, tham lai của M2 đang là rất to. Vâng, cần phải cơ cấu lại nhà một tơn. Vâng, Tếu đang rất đông quân ở trong trận thi đấu này. Lùi lại phía sau bắt nốt mấy con chém, mấy con sọc đơn này cũng được. Tham lai đang là 45 rồi. Vâng, bây giờ thì turn này chúng ta cũng ăn được khá nhiều quân của đối phương. Tham lai đang là 45. Đây rồi, quyết định đẩy vào nhà của đối phương một chút. Úi dồi ôi, vẫn có quân. Dương đi quản vào một đi nhá. Vâng, bây giờ sẽ ốp vào nhà. Ở nhà tạm thời cứ chạy dân đi anh ơi. Tập trung vào turn ốp này để ý turn quân. Vâng, tham lai đang là 40. Và Ngọc Dương có lao vào bên trong thừa nước đục thả câu hay không? Tham lai đang là 22. Tham lai đang là 22 của Babylon. Nhưng mà M2 vẫn đang rất khỏe ở phía nhà của mình. Quay trở lại với đang công đi. Đang công tham lai đang chỉ là 36 thôi. Một trận thi đấu mà chúng ta cũng đang thi đấu cực kỳ cố gắng rồi. Một thế nhà rất xấu. Nếu như trận thi đấu này nhà kín thì có lẽ cửa win là rất cao. Nhưng một thế nhà cực xấu đến từ Hitty. Vâng, tham lai chỉ còn 27 rồi, như vậy là khó rồi. Tỷ số là 21.